Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay đặc biệt là mình sẽ thu hoạch rau muống nha các bạn. Năm nay mình chưa có thu hoạch rau muống lần nào hết, bởi vì trong thời tiết chắc hơi bị lạnh hay sao á, nên mình gieo hoài mà nó không có mọc. Cuối cùng thì nó cũng mọc lên cho mình một ít. Thông thường thì nó mọc rất sớm nha các bạn. Từ tháng 2, tháng 3 mỗi năm là mình gieo là nó đã lên rồi. Năm nay mình gieo thì có thể là do cái hạt giống rau muống của mình nó lâu quá. Cái chỗ mà mình mua đó mà hạt giống rau muống mà nó mới đó thì chừng cỡ mình gieo là chừng nói tháng 3 là nó đã mọc mà mọc nhiều nữa. Rau muống của mình năm nay gieo nó lên, nhiều khi mình gieo cả nấm thì nó lên cũng 4-5 cây thôi. Tuy nhiên rau muống thì không có cần phải lên rất là nhiều đâu, bởi vì khi mà nó lên được một cây á, mình chỉ cần cắt nó xuống là tự động nó sẽ đâm chồi và nó sẽ lên tùm cho mình thôi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rau muống, mình sẽ làm dưa giống như làm chua ngọt vậy. Còn với lại muốn chia sẻ với các bạn cách trồng gieo hạt rau muống đơn giản và hiệu quả theo kinh nghiệm của mình bao nhiêu năm nay các bạn nha. Khi mà mình mua ở ngoài người ta gieo sẵn á, về trồng cũng tốt, nhưng mà nếu mà hạt gieo muống của rau muống của mình mà nó được nằm ở dưới đất rồi nó mọc rồi mình để luôn á thì nó mạnh lắm, nó phát triển tốt lắm các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu gieo rau muống trước các bạn ha. Trong đây thì có đất là đất potting soil, garden soil, mình thường hay dùng những cái loại này các bạn. Mình mua cái loại này á thì nó rất đất tốt lắm, nhưng mà nó hơi đắt tiền nên mình cũng tiết kiệm á, nên mình trộn với garden soil. Cái này nó để là pot mix mà nó dinh dưỡng của nó tới 9 tháng nè các bạn. Nhưng cái này thì nó hơi đắt tiền á, còn cái loại này thì nó rẻ hơn. Cái loại này á thì nó để là garden soil, trộn cái này với cái potting soil kia. Cái này thì nó chỉ dinh dưỡng tới 3 tháng thôi. Thì thường á rau muống á và các loại rau khác á thì mình cũng cần dinh dưỡng từ 3 tháng cho tới 6 tháng là đủ rồi, tại vì không có tới 9 tháng đâu các bạn. Bởi vì tính toán là nó sẽ vô cái mùa lạnh thì mình cũng không dùng nữa. Mình mix á, mình trộn hai loại đất đó lại với nhau. Rồi là mình gieo hạt. Nhưng rau muống trước khi mà mình gieo nó xuống đất á thì mình ngâm nó một đêm nha các bạn. Mình ngâm nó đặng cho nó nở ra, cho nó thấm nước vô rồi mình mới gieo. Đây nè các bạn, những hạt rau muống này là mình đã ngâm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ gieo các bạn nha, nhiều vậy đó. Nhưng mà cái hột rau muống này của mình nó hơi cũ nên nó sẽ mọc không nhiều đâu các bạn ơi. Mình đã trừ hao rồi đó. Chứ nguyên một cái thùng như vậy đó, mình chỉ cần nó chừng 4 hạt lên thôi là nó sẽ tùm như cái hàng bên kia của mình rồi. Là mình đã ăn không hết luôn đó các bạn. Đó, mình rải nó xuống vậy xong rồi thì mình chỉ phớt qua một chút xíu đặng cho nó lấp đó, để đặng cho nó đừng có bị chim nó lụm cái hạt đi, hoặc là cho nắng nó không có trực tiếp vô trong cái hột rau muống của mình. Vậy là mình đã gieo xong cái phần gieo rau muống của mình rồi đó các bạn. Trong vòng 3 ngày cho tới 1 tuần nó sẽ mọc. Vì sao mình nói là nó 3 ngày? Nếu như mà gặp thời tiết tốt, đất độ ẩm tốt, hạt giống tốt thì trong vòng 3 ngày nó sẽ mọc. Còn nếu như hạt giống nó hơi cũ và thời tiết nó không được thuận lợi, cũng như cái độ ẩm mình cho nó không có đúng á, thì nó sẽ mọc trong vòng 1 tuần, có khi 10 ngày mới mọc. Vì vậy mà khi mà mình gieo rau muống á, mình cũng đừng có gấp nha các bạn, nó sẽ mọc thôi. Các bạn ơi, khi mà mình gieo hạt rau muống xong thì mình sẽ tưới nước liền nha các bạn. Tưới đẫm nó luôn. Sáng mình tưới một lần, chiều mình tưới một lần, rồi cứ ngày nào cũng ra tưới hết chừng 3-4 ngày như vậy á, thì hạt rau muống sẽ mọc lên. Sau đó thì mình tưới một ngày nghỉ cũng được. Nhưng mà với mình á, thì hãy càng xuyên tưới nước chừng nào thì rau muống càng phát triển nhanh và tốt, mà non mướt ngon lắm nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thu hoạch rau muống giờ này nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi những cái thùng rau muống trước đây mình đã gieo. Nó cũng mọc được chừng 4-5 cây thôi, nhưng mà nó tùm như thế nào các bạn ha. Rau muống nhà mình á, mình trồng nè, năm nào nó cũng tốt như vậy hết trơn á, thích lắm các bạn ơi. Mình trồng bằng hột nha các bạn. Mỗi khi mình gieo hột á thì mình gieo cả mấy chục hột vậy á, nhưng mà nó chỉ lên cho mình chừng 2-3 hột thôi à, có khi lên được chừng 5 hột á là mình đã thấy vui rồi nha các bạn.
Đây nè các bạn thấy ham chưa? mình cũng định nhắc lại với các bạn mấy lần luôn mà cứ quên, là cách đây cũng lâu lâu rồi mình có chia sẻ cách trồng bồ ngót với các bạn đó. Thì đây là những cái thùng bồ ngót nè các bạn coi nè. Mình đã cũng đem cho má chồng của mình một hai chậu gì rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình giống như mình ăn không kịp luôn á. Nên nó tươi tốt rồi nó bị cao chồng ngồng luôn nè các bạn. Không biết rồi tới chừng nào mới ăn được nữa nè. Bây giờ một đống rau muống này, rồi còn khổ qua, còn đậu đũa. Hình như mình trồng hơi nhiều á, ăn không bao nhiêu. Các bạn ơi, còn khổ qua nữa. Sẵn đây rồi mình cũng khoe với các bạn luôn những cái dàn khổ qua của mình nè. Một chút nữa mình cũng phải hái một ít, tại vì nó nhiều trái cũng già rồi. Ông xã của mình cũng muốn nấu canh nữa, thành ra chút nữa là mình hái chút ít trái khổ qua. Rồi cái rau muống thì nếu xào ăn chắc cũng không hết, nên mình nghĩ chắc mình làm dưa chua. Rau muống làm dưa chua ngon lắm các bạn. Bây giờ mình để rau muống xuống rồi mình hái khổ qua luôn, bởi vì đi một chuyến. Có một trái khổ qua chín gần đây rồi nè các bạn. Thiệt là hái không kịp mà. Uổng ghê không? Nè. Trái này ôi da. Chín trái nữa rồi nè. Trời nóng quá. Trời nóng quá, hôm qua hôm kia đã chín một ít rồi á. Mình đi ngang mình hái rồi, bây giờ hái trái chín tiếp. Đây, mình hái trái này đi. Khổ qua này dòng thịt ăn. Đây, hái một trái này luôn. Thấy ham không? Thích gì đâu luôn. Ôi nè, thấy cưng quá à. Thơm phức luôn. Có mấy cái trái khổ qua rừng á, nó mau chín vô cùng đi. Chẳng hạn như trái này nè, bữa nay mình không hái nha, là bảo đảm giúp các bạn là chiều rồi nó trở màu liền luôn á, bởi vì trời nóng quá. Trái này cũng phải hái nè, cũng nhiều rồi nha. Trái này cũng phải hái luôn nè. Có một vài người bạn coi YouTube của mình nói chị ơi, chị Lục Bình ơi, chia sẻ cách trồng để đặng cho nó có nhiều trái. Thì mình trồng khổ qua đó thì mình tưới nước thường nha các bạn, giống như là sáng mình tưới, chiều mình tưới, với lại phân gà đó, cái loại mà phân gà mà họ bán trong những cái tiệm Home Depot đó các bạn. Mình cứ mỗi tuần một tuần á, là mình sẽ bỏ nó chừng 4-5 cái tô ăn cơm vậy á, một lần vô trong cái gốc của nó, rồi mình tưới nước cho nó đều ra thì nó sẽ tốt nha các bạn. Mình phải có chăm sóc nó thì nó sẽ có nhiều trái cho mình thôi các bạn ơi. Ở mấy cái này dễ cưng quá à, nhưng không biết có hái luôn không á, tại vì chưa có già lắm. Ôi da, trái này thì sao hả? Cũng chưa lớn lắm, thôi để đi hen. Ôi, các bạn ơi, mới có một chút xíu thôi. Bây giờ nè, nhìn thấy ham không các bạn? Có mấy cái bác lớn tuổi thương lắm. Bác thì không có đất mà cũng buồn, muốn lên thỉnh thoảng cũng coi video thấy mình hái trái á, cũng thích lắm. Nhưng mà mấy bác đó là ở xa quá à. Nhiều khi muốn biếu cũng không có biếu được. Bây giờ mình còn một việc nữa là đậu đũa của mình á, nó cũng chờ mình thu hoạch luôn. Thành ra thôi, sẵn cái dịp này mình ra mình thu hoạch thêm một ít đậu đũa nha các bạn. Các bạn ơi, mình không có hái kịp á, cái nó già hết rồi các bạn ơi. Bữa nay mình hái luôn mấy cái trái đậu đũa già mới được. Thấy ham chưa? Các bạn biết sao mình cắt cái này không?
Tại vì mỗi một cái ngó nó ra thì nó ra nhiều lần lắm, nó nhiều đợt lắm. Mình phải cắt như vậy nè để đặng cho nó còn lại cái ngòng nó, để đặng nó tiếp tục ra bông khác nha các bạn. Cái này nó cũng, cái này chắc còn ăn được không? Mấy cái này nó hơi lỡ thời rồi, mình để cho nó làm giống luôn nha các bạn. Đây nè, lần sau chắc mình nói ông xã của mình hái đi, tại vì mình cứ kêu đợi cho mình hái đó, rồi mình lu bu cái mình chưa hái được cái là nó già. Hôm nay mình hái luôn mấy cái trái già, các bạn coi nè, cái trái nó già rồi nè, nhưng mà ở mỗi một cái ngó của nó ra thì nó có nhiều bông lắm các bạn. Đó là lý do mà mình phải cắt, tại vì nếu mình không cắt, mình cắt trùi lủi luôn là nó sẽ mất cái ngó, là mình mất cơ hội ra ăn những cái lần khác. Để giống nay khô nó gãy luôn rồi nè. Cứ hễ mỗi năm á, mình cũng chừa lại một ít trái giống, nên mình có giống để trồng cho năm kế. Bây giờ mình lấy hộp đậu đũa làm giống nha các bạn. Bao nhiêu đây hộp đậu đũa hạt giống nè các bạn, mà mỗi năm thì mình gieo, mình nghĩ chắc cũng cỡ này là gieo được rồi. Nếu vậy thì mình tính coi, chà, này trồng cũng cả chục năm mà ha, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, nhiều quá. Mình thu hoạch được mấy trái khổ qua này đã quá các bạn ơi. Đây nè, cái này là một nồi khổ qua ăn là coi như mệt luôn á, nhiều ghê luôn nè, mà trái hả tươi trong mà. Từ đây trở về sau chắc mỗi một tuần mà mình ăn một cái nồi khổ qua luôn á. Còn cái này hả thì mình sẽ lặt nó ra rồi mình bấm ma cà quê á, luộc lên rồi mình chấm nước tương nha các bạn, nó cũng rất là ngon luôn, nó ngọt lắm. Khoe của đầy, cái này mới đáng kể nè, một thùng rau muống thôi các bạn, nó có chừng cỡ 5 cây thôi. Hồi lúc mà mình trồng nó là mình gieo một nắm vậy, mới lên có 5 cây tăm mà nhỏ xíu vậy. Nhưng rồi mình tưới nước á, mỗi một ngày á, mình tưới nước mình dưỡng nó rồi nó cũng lớn. Bây giờ là mình thu hoạch nè các bạn. Trong thời gian chờ nước sôi á, mình chuẩn bị á, là một tô nước đá nha các bạn. Bởi vì rau muống á, sau khi mình trụng xong mình xả nó dậy nước lạnh rồi mình bỏ đá vô thì cái rau muống của mình nó sẽ giữ được độ giòn và nó sẽ giữ được cái màu xanh nha các bạn nha. Ở trong đây đó thì là mình đã chuẩn bị cái nước giấm đường rồi nè. Trong đây á, là một phần đường, một phần giấm và một phần nước, rồi mình cũng bỏ một muỗng cà phê muối vô nữa. Thì mình để cái này cho nó nguội. Rồi giờ thì mình chờ nước sôi để mình trụng rau muống, để mình chuẩn bị làm rau muống chua ngọt các bạn nha. Mình thì không có chuyên về làm nấu ăn, nên cái sự hướng dẫn của mình có thể làm cho các bạn không có dễ hiểu. Nhưng mà mình chỉ muốn giống như là thu hoạch rau củ rồi mình sử dụng nó như thế nào cho các bạn coi đỡ buồn thôi. Mong các bạn thông cảm ha. Trong đây là một thau nước lạnh thì mình bỏ vô đây nước đá các bạn nha. Rồi.
các bạn có nhìn thấy cái tay của mình nó đen đen á là do mình lặt rau muống, nó dính cái hạt rau muống, mũ rau muống các bạn nha. Bỏ vô trong đây. Thường ngày á thì mình sắp cho nó đẹp, nhưng mà bây giờ thì mình không có muốn sắp nữa. Đã làm xong cái phần rau muống ngâm chua ngọt nha các bạn. Cái này chừng khoảng 3 cho tới 4 ngày nữa thì mình sẽ ăn. Các bạn làm thử đi, ngon lắm. Giản dị, dễ làm. Để tìm cách để sử dụng được hết cái phần rau muống của mình thu hoạch ngày hôm nay nữa. Các bạn ơi, đây là phần thành phẩm của mình, rau muống ngâm chua ngọt. Và mình cũng xin dừng video ở chỗ này luôn các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!